Nguyên nhân khiến lòng đỏ trứng gà ngon vẫn bị ghét bỏ nhiều tranh cãi xuất hiện xung quanh lòng đỏ trứng gà có ảnh hưởng mỡ máu, tim gan hay không. Trứng gà phổ biến trên toàn cầu do chứa nhiều chất dinh dưỡng, có thể linh hoạt chế biến thành đủ các món khác nhau với giá thành rẻ. Tuy nhiên, loại thực phẩm này cũng gây ra tranh cãi về số lượng quả nên ăn mỗi ngày, có những thành phần không tốt cho sức khỏe hay liệu có nên ăn lòng đỏ không? Nhiều người cho rằng nên loại bỏ lòng đỏ trứng khỏi chế độ ăn uống do lo ngại về mức cholesterol và tác động tới sức khỏe tim mạch. Ngay cả các bác sĩ cũng có những tranh luận như vậy. Bác sĩ chuyên khoa gan Sariak Abhi Phillips, Ấn Độ, từng có cuộc trao đổi với đồng nghiệp, bác sĩ đa khoa Bimo Chazer, người muốn loại bỏ lòng đỏ trứng khỏi chế độ ăn. Khảo sát câu trả lời ăn lòng đỏ hay không, tờ South ghi nhận được sự ủng hộ nhiều hơn. Một số chuyên gia cho rằng lòng đỏ trứng là kho dinh dưỡng thiết yếu cho các chức năng đa dạng của cơ thể. Trong đó có vitamin A, D, E và K cùng nhiều loại vitamin B, Lòng đỏ chứa các axit béo thiết yếu và khoáng chất như sắt, phốt pho và selen. Lòng đỏ còn là nơi tập trung chủ yếu hàm lượng vitamin D của trứng, chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe xương và chức năng miễn dịch. Nguyên nhân khiến lòng đỏ gây tranh cãi. Lòng đỏ trứng gây tranh cãi chủ yếu xoay quanh hàm lượng cholesterol. Trong nhiều thập kỷ, mối liên hệ giữa cholesterol trong chế độ ăn uống với mức cholesterol trong máu có vẻ như góp phần gây ra bệnh tim. Tuy nhiên, một số nghiên cứu gần đây đã thay đổi đáng kể quan điểm này. Bác sĩ chuyên khoa Gan Phillips giải thích, hiện có bằng chứng khoa học cho thấy cholesterol trong chế độ ăn uống không ảnh hưởng nhiều đến cholesterol trong máu và ăn trứng tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu đã tiết lộ rằng, đối với đa số, cholesterol trong chế độ ăn uống có ảnh hưởng tối thiểu đến mức cholesterol trong máu. Cơ thể điều chỉnh một cách khéo léo việc sản xuất cholesterol dựa trên chế độ ăn uống. Điều đó đồng nghĩa thưởng thức các thực phẩm giàu cholesterol như lòng đỏ trứng không nhất thiết làm tăng mức cholesterol trong máu đối với hầu hết mọi người, không ảnh hưởng tim gan. Tiến sĩ Sát Huma, Bệnh viện Apollo ở Telangala, Ấn Độ, đã nhanh chóng bác bỏ những lo ngại, lòng đỏ trứng rất tốt cho sức khỏe, không có tác dụng phụ đối với tim gan, trứng nguyên quả rõ ràng có lợi. Trích dẫn nghiên cứu gần đây, Tiến sĩ Kuma nhấn mạnh kết quả tích cực đối với những nam thanh niên ăn cả 3 quả trứng hoặc 6 lòng trắng trứng sau quá trình huấn luyện sức đề kháng trong 12 tuần. Các nhà chuyên môn nhận thấy những người ăn cả quả trứng có khả năng duỗi đầu gối và sức mạnh tay tốt hơn, mức testosterone cao hơn và tỷ lệ mỡ trong cơ thể thấp hơn. Tiến sĩ Sát nhấn mạnh rằng những lợi ích này không chỉ tốt cho những người đam mê tập thể dục mà cho mọi người. Tiến sĩ Deepak Krishnamurthy, bác sĩ tim mạch nổi tiếng của Bệnh viện Calvary, Ấn Độ, nhấn mạnh Ăn trứng không dẫn đến tăng cholesterol và không gây hại cho sức khỏe tim mạch. Ăn bao nhiêu lòng đỏ trứng mỗi ngày là an toàn. Có nhiều ý kiến khác nhau về số lượng lòng đỏ trứng gà nên ăn mỗi ngày để tốt cho sức khỏe. Trong khi huấn luyện viên sức khỏe Sasikan Iienga gợi ý ăn tối đa 2 đến 4 quả trên 4 quả trứng thì tiến sĩ Sát lại khuyến nghị hầu hết mọi người không nên ăn quá 2 quả. Vị tiến sĩ bổ sung, những người tập luyện từ trung bình đến nặng có thể tiêu thụ nhiều hơn. Tiến sĩ Philips lặp lại, Hãy ăn cả một quả trứng mỗi ngày ngay cả khi bạn mắc bệnh chuyển hóa. Nhiều phân tích chỉ ra tiêu thụ trứng ở mức vừa phải hàng ngày liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tiến sĩ Sắc Hia nhấn mạnh mặc dù trứng là nguồn protein tuyệt vời với nhiều lợi ích dinh dưỡng nhưng đa dạng hóa nguồn protein sẽ tăng cường sức khỏe tổng thể, thay vì chỉ dựa vào một loại thực phẩm, mọi người nên kết hợp cá, thịt gia cầm. Trong khi đó, những người ăn chay có thể lựa chọn phô mai, đậu phụ để đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày.